Rồi, ok, xin chào. Cảm ơn bạn đã ghé qua. Video này liên quan tới Premiere Pro vỡ lòng. Mình đảm bảo là xem xong cái clip này, mọi người từ không biết gì hết có thể là rap được một cái clip cơ bản. Phiên bản mà mình chạy hôm nay đó là Premiere Pro 2020. Rồi, khi mà bạn mở lên thì nó ra một cái cửa sổ. Thì bây giờ bạn cần phải tạo một cái new project. Thì nó ra một cái bảng. Cái đầu tiên là đặt tên của nó. Thí dụ như là Premiere Pro 2020 vỡ lòng. Cái location á, tức là bạn sẽ save cái file project này nằm ở đâu, cái working file, tức là cái file làm việc á. Thường thì mọi người nên save vô những cái ổ đĩa mà đừng phải là ổ system, ổ D chẳng hạn, hoặc là ổ cứng gắn ngoài. Nên sử dụng ổ SSD chứ đừng sử dụng ổ HDD, nó sẽ chậm và nó sẽ giảm tuổi thọ. Bấm vô cái chữ browse nè để chọn cái nơi mà nó save cái project này ra. Mình tạo một cái folder mới đi. Rồi mình save vô đây, còn lại giữ nguyên hết, không có thay đổi gì hết nha. Rồi mình ok. Rồi thì nó sẽ nhảy ra một cái giao diện. Mình đoán là sẽ có nhiều bạn mở lên giao diện nó không giống của mình. Việc đầu tiên bạn cần làm á là bạn vào Windows nè. Bạn chọn Workspace. Sau đó bạn chọn cái Editing đi. Sau đó bấm vô cái chữ Reset to Save Layout. Nhìn vô cái này nó hơi khó hiểu đúng không? Mình công nhận. Lúc mà mình mới mở lên thì nó cũng rất là khó hiểu với mình. Tab tiết chữ nghĩa tùm lum la ô ô chia chia không hiểu gì hết. Nhưng mà bình tĩnh, bây giờ mình sẽ mổ xẻ cái này ra cho mọi người hình dung ra các cái công đoạn của nó thì mọi người tự nhiên sẽ hiểu được về dựng phim nó đơn giản như thế nào. Mọi người tưởng tượng cái công việc dựng phim này á, nó cũng giống như là nấu ăn vậy đó. Thì đầu tiên bạn cần có một cái không gian để mà bạn bỏ cái nguyên vật liệu vào. Tiếp theo qua cái không gian chế biến, cuối cùng á, là cái chỗ mà hoàn thiện, nghĩa là bạn lấy cái tô ra, bạn đổ cái đó vô để mà bạn đem ra khách. Nguyên liệu, nấu nướng và bày trí ra. Đấy, thì bây giờ trong phần mềm dựng phim nó cũng như vậy. Project nằm ở ngay góc này nè. Tên của nó là Premiere Pro 2020 vỡ lòng. Đó chính là cái tên mà mình đặt cho nó luôn. Giống như mình đặt tên cho cái project của mình là nấu mì gói. Đây là không gian chứa nguyên liệu. Thì nó ghi chữ Inbox Media to Start, nghĩa là bạn bấm vào đây để mà bạn bỏ nguyên liệu vào cái chỗ này. Thì có những cách sau đây để mà mọi người inbox cái nguyên liệu để dựng vô trong đây. Một là bạn để con chuột vào cái khu vực này nè. Double click trái chuột. Đấy, thì bạn thấy là nó hiện ra một cái tab đây nè. Thì bạn chọn cái nơi mà bạn bỏ nguyên liệu. Đây, nguyên liệu của mình nó nằm ở trong một cái folder tên là suột. Bạn có thể click vào cái folder này, bạn chọn Import Folder. Rồi, đó là một cách. Bây giờ cách thứ hai ha, bấm Ctrl Z để mà trở lại đi. Click phải chuột vào trong cái khu vực này, có chữ Import ở đây. Mình bấm vào chữ Import, thì giờ nó tương tự như hồi nãy. Cách thứ ba nữa, đó chính là mọi người có thể dùng cái chữ file ở trên này nè, import ở đây thì tương tự ha. Thứ tư là dùng phím tắt Ctrl Y là nó cũng ra. Còn một cái cuối cùng rất là trực quan, đó chính là mọi người có thể kéo nó vô luôn. Mình nắm trái chuột mình kéo mình quăng đây. Sau khi mọi người import rồi xong, ở dưới đây nè, ở dưới đây nó có cái ký hiệu là nó ghi là list view, tức là nó liệt kê giống như detail, giống như window đó, nó theo từng dòng từng dòng. Tiếp theo là cái icon view, mọi người bấm vô đó thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ ra minh họa từng cái thumbnail, từng cái clip rất là trực quan ha. Mấy cái thanh này nè, mọi người có thể là kéo nó lên nè, kiểu cái ô này nhỏ quan sát không được á. Phím tắt này nè, mình chỉ mọi người nè, đó là cái dấu ngã nó kế bên số 1 á. Bạn để cái con chuột vào trong cái khung này nè, bạn bấm cái dấu ngã thì nó sẽ phóng bự toàn bộ cái khung đó lên. Nó tiện cho mọi người quan sát. Mà mọi người muốn phóng cái chỗ timeline lên là mọi người bấm dấu ngã. Bấm thêm một lần nữa để trở về như ban đầu. Bây giờ mình để cho bấm dấu ngã ở đây để cho nó phóng bự lên cho mình nhìn. Đấy, nó toàn bộ những cái clip, những cái nguyên liệu. Ở dưới đây, kế bên đây nó có một cái cột đây nè. Cái cột có cái nút này nè. Thì nếu mà mọi người tăng giảm cái cột lên á, thì cái kích thước của clip này nè, thì nó sẽ bự lên. Đó, đây là nguyên liệu thôi. Mình đặt tên là nguyên liệu tên tiếng Việt cũng đi cho mọi người dễ hiểu ha. Rồi, ok. Quay trở lại chuyện nấu ăn nha. Sau khi mọi người có một đống nguyên liệu để khu vực đó rồi, tiếp theo mọi người cần làm gì để làm ra đồ ăn? Lấy cái nồi nấu. Đó là cái công đoạn chế biến đúng không? Thì bây giờ á, mọi người tạo một cái folder mới, mọi người đặt tên nó là chế biến đi. Thì vào trong cái folder chế biến này tạo những cái nồi, đem những cái nồi ra để đó. Mọi người vô cái chữ file nè, chọn new, bấm vô chữ sequence. Thì nó có cái phím tắt là Ctrl N nè. Nó đây là sequence 01. Đấy, thì bây giờ mọi người đặt tên là dụ như là nồi 1. Thì ở trên đây nè, nó có một cái cột này rất là rối ha. Nhìn vô tùm lum la số liệu, bình tĩnh. Cơ bản, tất cả những cái này nó là thông số của cái nồi. Tức là anh muốn cái nồi bự cỡ nào, anh muốn cái nồi cao cỡ nào, anh muốn cái nồi bằng vật liệu gì.
Đấy, thì để mà dễ hiểu nhất có thể đó, thì mình đoán là mọi người sẽ quay bằng máy mirrorless là nhiều, hoặc là quay bằng điện thoại. Mình cho mọi người một cái mặc định luôn, mọi người vô cái digital SLR đó, chọn 180p này là cái full HD. Nếu mà mọi người quay bằng 4K đó thì cũng cứ để vậy đi, mình chỉnh mọi người chỉ. Mình chỉ mọi người chỉnh, sorry, chọn 180p nó ra ba cái 24, 25, 30 thì tương ứng với lại frame rate của mọi người. Nếu như mọi người quay bằng điện thoại thì mình đoán mặc định nó là 30. Nếu như mọi người quay bằng máy ảnh thì mọi người được chọn là NTSC hay là BAN đó, thì tương ứng mình thấy mình hay quay bằng BAN 25. Mình để này thì qua cái kế bên là setting nè, đây là cái chỗ mà mình được chỉnh lại những cái thông số mình muốn. Nãy mình chọn 25 mà mình qua đây mình có thể chọn là 24, không sao hết đó, mình giữ nguyên. Và đây là kích thước Full HD 1920 nhân 1080. Nếu như mọi người quay 4K thì mọi người nó chuyển thành là 3840 nhân cho 2160. Mọi người ok đi. Thì nó sẽ ra một một cái nồi, nó ghi là cái nồi 1. Mọi người thấy là nó nhảy qua bên đây luôn nè. Thì cơ bản đây chính là cái chỗ mà mọi người sẽ bỏ nguyên liệu cho mọi người nấu nè, nấu để ra cái món mì gói trứng đó. Và đồng thời nếu mà mọi người click vào cái biểu tượng New Item này nè, một cái tab thì đây có chữ Sequence đây. Đấy, đó thì tương tự ha. Là có ba cách, mọi người thông thạo với cái nào thì xài cái đó luôn, không nghĩ nữa. Cái chỗ mà nguyên liệu á, mọi người nắm nguyên một cái folder này là mọi người kéo vào đây. Đó, mọi người thấy là nó ra cái gì đây nè. Đây chính là toàn bộ những cái mà mọi người quay được, nó nằm ở trong đây hết. Cái ô xanh dương này á, nó chính là cái chỗ mà mình làm việc á. Mình sẽ nhìn vào đây, mình quyết định cái clip nào xài, cái clip nào bỏ, cái clip này ngắn bao nhiêu, cái clip kia dài bao nhiêu, chữ thêm chỗ nào, âm nhạc vô làm sao. Đấy, thì đây chính là cái chỗ mà mình sẽ chiến đấu, mình sẽ lăn lộn để mà mình ra cái sản phẩm. Cái con chuột á, cái bánh xe của con chuột á, kéo lên kéo xuống nè, đi tới đầu với đi tới cuối của cái timeline. Cái phím Alt Alt giữ đó, sau đó mọi người cũng kéo lên kéo xuống, thì lúc này nó cho mọi người zoom. Mọi người có thể bấm dấu cộng với lại dấu trừ để mà zoom lên zoom xuống. Đó, thì mọi người chỉ cần hai cái này thôi là mọi người di chuyển trong cái timeline dễ dàng. Rồi ở phía trước này nãy mình kéo mình chừa nó cục chống chống quơ chống quắt nè, cái con chỏ nè đó, thì nó không có gì ở đây hết. Bây giờ mình vô đây thì mình đó, mình thấy là ở trên cái chỗ này nó hiện ra những cái hình nè. Cái hình trên đây nó tương quan với lại vị trí của con chỏ, tức là thí dụ như con chỏ này nó đang ở cái clip nào thì cái hình nó sẽ hiện ra chỗ nào không có gì hết thì nó tối thui. Mọi người bấm vô đây á, mọi người bấm delete xóa nó đi thì nó sẽ mất. Đây, dù như bây giờ cái cảnh mà cô này cổ phủi tay. Đấy, thì lúc mà bấm máy quay quay một đoạn dài, nhưng mà quyết định là vừa phủi xong muốn cái đoạn sau bỏ nó đi không lấy nữa, thì mọi người bấm phím tắt nó là Ctrl K cắt ở đây nè. Còn không bấm phím tắt á, mọi người có thể bấm vô cái biểu tượng hình cái lưỡi lam đây nè, Razor này nè, mọi người bấm vô đây, mọi người bật cắt ở đây thì nó sẽ thành hai clip đây nè. Clip sau bấm delete bỏ nó đi thôi. Có một cách hay hơn đó là mọi người bấm chữ W cắt ngay đây và nó xóa cái phần này luôn, nó đôn lên. Rồi tương tự ha, chữ Q nó cắt cái phần đầu, nó đôn từ cái đoạn này nè đôn lên đó. Mình muốn lấy cái đoạn mà cái tay chạm vô cái trái cà nè, cắt ở đây, thì giờ bấm cái chữ lưỡi lam cắt ở đây đó, xong rồi cái hả chuyển về cái nút bấm vô cái chữ selection là chuyển về cái mũi tên để mà chọn cái đoạn này, xong rồi bấm nút delete để mà xóa cái đó đi đó. Thì bây giờ bấm playback là vừa lấy xong rồi đó. Bây giờ mình không muốn nữa thì mình nãy mình nói phím tắt là W để nó cắt từ cái đoạn này, nó bỏ luôn đó, nó đôn lên đó, vừa cái khoảnh khắc cái bàn tay chạm vô đây thôi, phím tắt là chữ Q, bấm playback tiếp, nó vừa phủi xong rồi. Chỗ này mình muốn bỏ đằng đó bấm chữ W đó. Mình nói sơ qua tiếp nha, thì trên cái timeline này nó có một cái đường chia ở giữa, nó chia làm hai phần là video ba cái trên, audio ba cái dưới, hình và tiếng. Giả sử như bạn có hai cái clip chồng lên nhau như vậy, để con chỏ ở đây thì nó sẽ hiện cái clip ở trên cùng hết. Nhưng mà nếu mà mọi người tắt bằng cách là mọi người bấm vô cái chữ mà con mắt hay đây nè, thì nó sẽ tắt cái video trên cùng, nó sẽ hiện cái video dưới thôi. Đó, thì nếu mà mọi người để nguyên vậy mọi người xuất ra thì tất cả những cái video nào nằm ở tầng thứ hai, video 2 này nó mất hết, nó không thấy. Thì tương tự ha, cái hình thì là con mắt, còn audio thì là chữ M, M là mute, nó là bấm cho nó câm đó. Nguyên toàn bộ những cái âm thanh nào đặt ở cái tầng này là không có hết. Đó, thì trước khi xuất file để ý, mọi người thấy là mình bấm click rồi nó tắt đi phải không? Giả sử như mình có cái video 1 này mình muốn copy nó ra, đó thì mình bấm Ctrl C rồi nè, mình để nó qua đây, mình bấm Ctrl V thì nó sẽ nhảy ở cái tầng dưới cùng. Giả sử mình tắt đi, mình để nó ở cái V3 không thôi đi, mình làm lại nha.
thì nó sẽ nằm ở tầng thứ ba đó. Giờ mình muốn tầng thứ hai nè, bóc nó ra thì nó ra tầng thứ hai đấy. Tương tự với audio, mình chọn cái này đi, mình muốn dán nó, mình để như vậy nè thì nó sẽ ra tầng đầu tiên đấy. Còn nếu mà mình tắt cái tầng đầu tiên đi, mình để như vậy thì nó sẽ ra tầng gần cái tầng đầu tiên nhất là tầng thứ hai đó. Rồi mình tắt hết, mình để này dày thì nó sẽ ra tầng thứ ba. Audio thì nó có solo, solo tức là ví dụ như mọi người chọn vô đây, ví dụ mọi người có nhiều hơn một tầng tiếng chẳng hạn thì bấm vô solo thì nó chỉ playback, nó chỉ chơi đúng cái âm thanh nào ở tầng này thôi. Đó, để ý nếu mà xuất file ra mà để cái này không á thì nó chỉ lấy đúng tầng đó thôi. Khóa lại tức là cái dấu khóa này nè. Ví dụ như mọi người bấm khóa cái này đi. Thì ví dụ như là mọi người không chọn được nó, ví dụ như mọi người chọn bất kỳ cái nào mọi người bấm xóa thì nó nằm nguyên, di chuyển cũng không được luôn, cắt không có được luôn. Đây, mình bấm Ctrl K nó cắt toàn bộ trừ những cái video ở cái tầng mà đang khóa không có cắt. Đó, mọi người thấy là à không, đây mình không chọn đây chứ, mọi người lưu ý nha. Nó chỉ tác động với những cái nào mà mình chọn thôi, selection nào mà nó sáng lên thôi. Rồi làm lại nha, xin lỗi. Rồi bấm nha, Ctrl K đấy thì nó cắt hết chữa này ra. Đó. Muốn render video ra đó, để vô con chọn vị trí mà đầu tiên của clip, bấm nút Y ngắn, cuối cùng bấm nút O. Y ngắn với O là In and Out Point, nghĩa là selection đó, bấm nút Ctrl M. Ctrl M là phím tắt của render, hoặc là mọi người có thể bấm trên này file nè. À, nó có chữ là export. Đó, media đó, phím tắt nó ghi đây là Ctrl M luôn nè. Nhìn nó ra một cái cửa sổ. Này nó hơi phức tạp, này có lẽ là một cái video hoàn toàn chứ không thể nào nói sơ vậy được hết. Thì đó, thì cứ để là mặc định là H264, để high quality 1080 rồi nè. Đó. Thì cái cột này nè, mình bấm vô để mình coi lại coi cái vị trí nó như thế nào. Do nó là preset render có sẵn của Premiere rồi nên không cần phải quá là thắc mắc sửa nhiều hết. Mọi người chỉ việc bấm nút export, mà trước khi bấm đó, bấm vô cái chữ output name này nè, đặt tên cho nó, đó video final nó chọn là save ra đâu, ví dụ như save ra desktop đi. Đó. Người theo desktop bấm save nè. Bấm vô chữ export nè mọi người, bấm vô thì nó bắt đầu nó xuất file ra. Đấy thì nó nằm đây nè, đây là thành phẩm cuối cùng. Rồi thì hy vọng là xem xong cái video này mọi người có thể cắt ghép được một cái clip đơn giản. Nói tưởng đâu ngắn ngắn mà rốt cuộc lại dài quá ha, tại vì càng nói nó mổ ra nhiều nhánh, nó hơi phức tạp. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Thank you.